Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình tối nay ngày 3 tháng 6 năm 2016, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị một số nội dung chính. Trong 6 năm từ 2010 đến năm 2015, tỉnh Long An có hơn 3.180 tỷ đồng đầu tư cho hoạt động về nguồn. Số liệu được thông tin tại hội nghị tổng kết hoạt động về nguồn tỉnh giai đoạn 2010-2015 diễn ra vào sáng nay. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy quận 2, góp phần kéo giảm ùn tắc tai nạn giao thông tại trục đường ra vào cảng Cát Lái. Phần tin quốc tế, hôm nay hội nghị diễn đàn an ninh thường niên lớn nhất châu Á, Shangri-La đã khai mạc tại Singapore. Và bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình thời sự tối nay, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng chủ trì. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mục tiêu của phiên họp này là phải đưa ra được quyết sách quan trọng, không chỉ là nâng chỉ tiêu bảo hiểm y tế ít nhất 90%, mà phải trên 90% người dân được tham gia bảo hiểm y tế. Trên cơ sở mục tiêu này, làm rõ trách nhiệm từng bộ, ngành địa phương và có phân công cụ thể để thực hiện chủ trương này có hiệu quả nhất nhằm đáp ứng ngày càng cao sức khỏe cho nhân dân. Mặc dù năm 2015, Bảo hiểm xã hội đã thực hiện được chỉ tiêu với trên 76,5% dân số cả nước có bảo hiểm y tế. Đầu năm 2016 cũng đã có trên 70,8 triệu đối tượng tham gia. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 90% dân số có bảo hiểm y tế thì vẫn còn gặp khó khăn lớn. Mà trước hết là cơ quan bảo hiểm xã hội chưa được giao đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn để chủ động tích cực hơn trong việc tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, đề xuất những giải pháp phù hợp để phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Chính sách hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại của các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, nhưng đến nay vẫn còn một số tỉnh, thành phố chưa có cơ chế hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm xã hội còn lại của các hộ nghèo. Tại Long An, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2016, số người tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh là hơn 1 triệu 100.000 người, chiếm hơn 75% dân số. Tuy nhiên, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế so với đối tượng phải tham gia theo diện bắt buộc chưa cao. Cụ thể là tỷ lệ học sinh, sinh viên hàng năm tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt 100%. Trong 6 năm, từ 2010 đến năm 2016, toàn tỉnh có hơn 3.180 tỷ đồng đầu tư cho hoạt động về nguồn. Số liệu này được thông tin tại Hội nghị Tổng kết hoạt động về nguồn tỉnh giai đoạn 2010-2015. Hội nghị diễn ra vào sáng nay với sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Giang Cần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Giang Liên, các đồng chí đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 năm qua, toàn tỉnh có hơn 3.180 tỷ đồng đầu tư cho hoạt động về nguồn. Cụ thể, cấp tỉnh đầu tư trên 708 tỷ đồng, cấp huyện và cơ sở đầu tư trên 2.470 tỷ đồng. Về giao thông nông thôn, hơn 2.140 công trình được xây dựng, kinh phí hơn 1.430 tỷ đồng. Xây dựng và sửa chữa trên 280 công trình, đầu tư hơn 369 tỷ đồng, nâng cấp trường lớp, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục. Về nhà ở, toàn tỉnh xây dựng trên 3.900 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, mái ấm công đoàn, nhà tình bạn, trị giá hơn 120 tỷ đồng. Khẳng định hoạt động về nguồn là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Giang Cần đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua dân vận khéo, nâng cao trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trong việc hưởng ứng các chương trình ý nghĩa hướng về nhân dân, về cội nguồn. Từ năm 2016, tỉnh ủy chủ trương không tổ chức hoạt động về nguồn quy mô cấp tỉnh, mà giao các cấp ngành tiếp tục cụ thể hóa nội dung hoạt động về nguồn vào chương trình công tác hàng năm, từng bước tháo gỡ khó khăn bức xúc của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Dịp này, 10 tập thể và 19 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh do có thành tích xuất sắc trong hoạt động về nguồn giai đoạn 2010-2015.
Thưa quý vị, vào sáng nay tại huyện Tân Hưng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016. Ngày Môi trường Thế giới năm tháng 6 năm 2016 có chủ đề Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta, nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại, hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với hệ sinh thái tự nhiên của trái đất. Thông qua đó, huy động nỗ lực toàn cộng đồng hướng tới ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã, đã và đang làm suy kiệt tài nguyên đa dạng sinh học, đe dọa sự sống còn của các loài động vật trên thế giới. Từng bước thay đổi hành vi theo hướng sống thân thiện, hòa hợp với môi trường, tự nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Ngay sau lễ meeting, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, các huyện thị thành phố trồng cây xanh lưu niệm, các cán bộ công nhân viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh diễu hành và ra quân vệ sinh một số tuyến đường nội ô thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng. Tại thị xã Kiến Tường, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm tháng 6, gần 200 đoàn viên thanh niên học sinh trường Trung học Phổ thông Kiến Tường đã ra quân quét dọn vệ sinh môi trường xung quanh khu vực chợ và bờ kè phường 1 của thị xã. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, các đoàn viên học sinh đã tích cực tham gia buổi lao động với mong muốn tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho thị xã. Dạ, mặc dù mà trời rất là nắng, rất là mệt, nhưng mà tụi em rất là vui vì chúng em giúp ích được cho môi trường, là một việc tuy là không quá lớn, góp phần bảo vệ môi trường như vậy. Qua đây thì em cũng kêu gọi mọi người là nên bảo vệ môi trường, ít xả rác hơn để cho môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Và qua cái hoạt động này cũng nhắn nhủ tất cả mọi người, chúng ta hãy vì bảo vệ môi trường để thực hiện một cái hành động nhỏ như là bỏ rác và đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, để góp phần bảo vệ môi trường và cuộc sống chúng ta xanh sạch đẹp hơn. Trong những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Kiến Tường đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, phương pháp canh tác lạc hậu đang là thách thức lớn đối với môi trường nông thôn trên địa bàn. Từ thực tế đó, thị xã Kiến Tường đề ra kế hoạch gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế xã hội, chú trọng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường, từng bước phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch, tiêu dùng sạch. Thưa quý vị, niên vụ mía 2014-2015 đã kết thúc, nhưng rất nhiều nông dân thuộc vùng đầu tư thu mua mía nguyên liệu của công ty cổ phần mía đường Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa vẫn chưa nhận được tiền bán mía. Giá mía không ổn định, cộng với việc nhà máy đường chậm thu mua, chậm trả tiền, khiến cho nhiều người trồng mía tại huyện Đức Hòa lâm vào cảnh nợ nần và không có tiền đầu tư cho vụ mía mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa trong một ý kiến cử tri tuần này. Mời quý vị cùng theo dõi. Nợ thì nó thiếu nợ mà không, như nó không hạn ngày trả nợ nữa. Thì con nông dân giờ mía đương trồng mà giờ cái mía gốc ngọn mới mà giờ phá, họ nông dân đây còn vừa chui dám phá chi phí ra trồng là nhiều tiền lắm. Ráng chờ đợi coi hết năm nay còn sao, còn phải phá ra giờ mình phải bỏ vốn, số vốn là lớn lắm. Bây giờ cũng nhờ các cấp trên á thì tính ra đây thì cũng giúp đỡ cho nông dân sao cho con có cuộc sống ổn định chút, chứ giờ nông dân cũng chờ đợi thôi chứ không biết sao giờ. Không chỉ riêng trường hợp của ông Nguyễn Văn Thỉnh, mà hơn 30 hộ dân ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa cũng lâm vào tình cảnh tương tự khi công ty mía đường chưa thanh toán tiền mía và dừng thu mua đột ngột. Mua mía từ tháng 12 năm 2015, nhưng phải đến gần 5 tháng sau, công ty mới trả tiền cho ông Thỉnh, nhưng không phải trả dứt một lần mà trả nhỏ giọt. Và đến nay, công ty mía đường vẫn còn nợ ông Thỉnh hơn 20 triệu đồng. Một trường hợp khác, đó là gia đình anh Phan Văn Truyền, cũng đang lâm vào cảnh điêu đứng vì bị nợ tiền mía. Gia cảnh hiện giờ của anh đã góp thêm câu chuyện buồn về tình hình bị nợ tiền mía của người trồng mía ở đây. Theo kế hoạch thì ruộng mía nhà anh Truyền chỉ còn 3 tháng nữa sẽ cho thu hoạch, nhưng vì công ty nợ tiền, không có vốn để mua thêm phân bón, ruộng mía phải kéo dài đến 6 tháng nữa mới có thể thu hoạch, đồng nghĩa việc anh phải mất thêm 20 triệu đồng nữa cho ruộng mía của mình, trong khi công ty còn nợ anh tới hơn 70 triệu đồng. Kiểu trả nhỏ giọt của công ty cũng không giúp anh đủ xoay sở, nên ruộng mía nhà anh phải chờ. Đâu phải chờ tiền ở trên công ty chi về,
mà cứ hứa không vậy trái rầu giờ mía khô queo khô khóc, rồi gặp năm nay nước mặn lên nữa đâu có. Mình thay vì mình bỏ cái tiền nhà của mình ra thì bao nhiêu cho đủ, mấy chục triệu một lần đâu sao đủ, cho nên phải chờ cái tiền đó của công ty. Câu chuyện nợ tiền mía không đơn thuần giữa người trồng mía và doanh nghiệp thu mua nữa, mà nó còn kéo theo cả một dây chuyền nợ giữa đại lý phân bón, người thu hoạch mía thuê, nợ lại kéo theo nợ. Tiền của mình mua tro phân của đại lý thì tính lãi lên, là thí dụ như 6 tháng sau á là không trả thì tính lãi lên, lãi dần dần lên. Còn tiền công thì không trả thì đầu công phải chạy đi hỏi bên ngoài để trả lại cho công, rồi còn ông đầu công ông phải tính lãi, ông chịu lãi. Quá nhiều khê nên người trồng mía ở đây đã từng nghĩ đến việc phải chuyển sang cây trồng khác, nhưng mấy chục năm gắn bó với cây mía, không phải muốn chuyển là chuyển. Chưa bao giờ họ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Tính phá hết rồi chứ cũng còn liên tiếp. Bởi vì này em mới dở nay 2 năm, mà hả phá ra thì vốn em còn nặng nữa, cho nên em đâu dám dở ra đâu. Thì giờ này nếu mà ăn đường nó không chạy nữa thì một cái chanh hai lúa thôi. Mà tới đây nó chắc lúa chắc ăn. Giờ có nếp thì cũng có giá. Mà cái gốc mía này giờ mà phá là uổng, cũng chờ ráng năm nữa còn sao. Toàn xã Hòa Khánh Tây có hơn 130 hecta trồng mía. Con số này không quá lớn, nhưng thực tế hiện nay, người dân trồng mía ở xã này nói riêng và nông dân toàn tỉnh nói chung đang phải đương đầu với nhiều thử thách. Không chỉ là được mùa mất giá hay được giá mất mùa, mà còn phải chịu cảnh được mùa, được giá nhưng lại bị thiếu nợ. Kiến nghị lên lãnh đạo các cấp để nghiên cứu, để tạo điều kiện với làm việc với công ty hay các ngành có chức năng để tháo gỡ cái phần nợ để cho nông dân để yên tâm trong sản xuất mùa vụ tới. Riêng ba ấp vùng sông thì vận động bà con nông dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho phù hợp. Những vùng nào mà chủ động được nguồn nước thì sản xuất canh tác là cây chanh, và còn những vùng còn lại thì không chuyển đổi qua cây lúa để tiến tới đây để thành lập những cánh đồng mẫu lớn để hỗ trợ trong cái thời gian tới. Những vạt mía xanh tươi nhưng những người chủ của nó thì lại héo hắt khi đang phải đối mặt với một vụ mía mới mà cái điệp khúc đợi chờ sẽ là điều chắc chắn. Chờ để được mua mía, chờ công ty hoạt động trở lại và chờ để được trả nợ, và không biết phải chờ đến bao giờ. Thưa quý vị, tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh ngày hôm nay cho biết, lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát xử lý 169 trường hợp vi phạm, phạt hơn 137 triệu đồng và tước 26 giấy phép lái xe. Chương trình tiếp tục với những thông tin trong nước. Kính thưa quý vị, vào sáng nay ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy quận 2 nhằm góp phần kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông tại trục đường ra vào cảng Cát Lái và đường vành đai 2, tạo thuận lợi về giao thông cho dân cư khu đông của thành phố. Nút giao thông Mỹ Thủy thuộc quận 2 thành phố Hồ Chí Minh là điểm giao của hai trục giao thông Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống và đường vành đai 2. Hiện nay, lượng xe lưu thông qua vòng xoay Mỹ Thủy tăng đột biến, trong đó đường Nguyễn Thị Định là đường ra vào cảng Cát Lái với lưu lượng xe container và xe tải lưu thông hàng ngày hơn 18.000 xe. Đồng thời, tuyến đường vành đai 2 được đưa vào khai thác và tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã kết nối với đường vành đai 2, càng làm tăng phương tiện lưu thông qua vòng xoay Mỹ Thủy. Khả năng thoát xe tại vòng xoay Mỹ Thủy hiện nay còn hạn chế do là nút giao đồng mức nên thường xuyên ùn tắc giao thông, làm ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển hàng hóa ra vào cảng. Dự án sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 838 tỷ đồng từ vốn ngân sách, thực hiện từ năm 2016 đến năm 2018. Giai đoạn 2 sẽ có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết tình trạng ùn tắc, đáp ứng tốt nhu cầu vận tải hàng hóa ra vào cảng Cát Lái và kết nối đường vành đai 2 từ cầu Phú Mỹ lên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tăng cường an toàn giao thông trên toàn tuyến, đồng thời góp phần từng bước phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông và hoàn chỉnh quy hoạch giao thông tại khu vực. Thưa quý vị, Hà Nội đang đón nhận đợt nắng nóng đầu tiên. Buổi chiều, hàng trăm người dân thủ đô lại tập trung đến các hồ để bơi lội giải nhiệt sau một ngày nắng nóng. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về đuối nước, đặc biệt là đối với trẻ em.
Từ nhiều ngày nay, cứ mỗi buổi chiều từ 17 giờ hàng ngày, hàng chục người dân Hà Nội lại đổ về khu vực ở Hồ Tây để bơi sau một ngày nắng nóng. Tôi cũng thỉnh thoảng ra những ngày nó nóng quá. Nói chung là cái bản nhà thì cũng ngay gần hồ. Nó hơi nóng nên là muốn cho cháu ra cũng dạy cháu. Cũng chưa vào các bể bơi và cũng chưa gia đình không có điều kiện để chưa có điều kiện thời gian để cho cháu ra các bể bơi nên là thử ra đây thử xem. Dù có biển cấm bơi lội ở giang hồ nhưng mọi người dường như không nhìn thấy. Thành phần đến đây tắm đủ mọi lứa tuổi, trẻ nhỏ đến người già, thanh niên đến những em nhỏ. Thậm chí nhiều bậc phụ huynh còn để cho con tự bơi tại đây mà không có sự kiểm soát. Mẹ cháu đi làm cho đi đến đây xong tí nữa mẹ cháu về đón ạ. Cháu để hai anh em cháu ra đây, anh cháu bơi mà mình cháu thấy rất sợ ạ. Thoải mái, mát. Thì con đã biết bơi chưa? Chưa ạ. Thế không biết bơi, bơi đây không sợ ạ? Không. Cát nó cháu lớn hơn ở cái này nhiều. Cháu vẫn thể xuống dưới được. Theo thống kê, Việt Nam có trên 11.500 trẻ em bị chết đuối mỗi năm, cao thứ hai trên thế giới. Hầu hết các trường hợp này đều do tắm bơi lội tự phát ở các sông hồ. Được ngâm mình dưới nước trong những ngày nắng nóng là điều thích thú. Tuy nhiên, để trẻ tự do chơi ở các sông hồ khi thiếu sự giám sát, sự chủ quan của người lớn dễ dẫn đến các tai nạn thương tâm đáng tiếc cho trẻ em. Vào tối qua 2 tháng 6, lực lượng chữa cháy quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực dập lửa trong suốt hơn 3 giờ đồng hồ để dập tắt vụ hỏa hoạn trong con hẻm sâu trên đường Dương Quảng Hàm, kịp thời giải thoát an toàn nhiều cụ già và trẻ em. Vào tối 2 tháng 6, người dân trong khu vực phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội ở phía sau của căn nhà số 80/12/155, phường 5, đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, nên hô hoán nhau dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa. Đồng thời nhanh chóng đưa các cụ già và trẻ em đang ở trong ngôi nhà trên ra bên ngoài an toàn. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Do khu vực cháy nằm trong hẻm sâu nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn, lực lượng chữa cháy phải dùng xe chữa cháy nhỏ, đồng thời quy động thêm nguồn nước từ nhiều nhà dân sống xung quanh để ngăn chặn đám cháy không lan sang khu vực xung quanh. Lực lượng chữa cháy đã phải đục tường ngôi nhà để phun nước liên tục vào bên trong. Đến hơn 21 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế.